Ok, xin chào các bạn. Thì trong sự nghiệp của binh thì của mỗi người thì có lẽ ai cũng phải trải qua những cái sự việc đau lòng, ví dụ như là bị bóp hoặc là bị mất bát hoặc là bị gãy gốc đấy. Và đặc biệt là cũng có rất là nhiều người nó bị gãy gốc của những con, ví dụ như con vốt. Con vốt là một trong những con cực kỳ mỏng manh và nó cũng rất là dễ bị gãy gốc, và hầu như phản ứng của mọi người đều là tìm neo cái chai keo và dán nó lại. Nhưng mà không, đó sẽ là một cái cách sai lầm, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách phục hồi chân gốc bị gãy của một con Rubik bất kỳ. Và ở đây thì mình sẽ làm, và những đối tượng mình có thể phục hồi được đó chính là những con Rubik có cấu tạo chập ba. Cấu tạo chập ba nghĩa là cái góc của nó chập làm ba mảnh như thế này đấy. Còn những cái con ví dụ như con gan hoặc là con quay lông GTX V1 mà các bạn bị gãy nữa, thôi các bạn chơi quá thánh rồi, bởi vì cái góc của nó rất là cứng và rất là chắc mà các bạn vẫn làm gãy thì thôi không có cứu được rồi. Mình chỉ cứu được những con có cấu tạo chắc ba như thế này thôi. Ok, giờ đầu tiên mình sẽ tách cái mảnh này ra, và mỗi khi các bạn bị gãy thì điều đầu tiên các bạn thật bình tĩnh và để nguyên tình trạng của nó, và các bạn không được dùng keo dán bậy bạ, bởi vì khi các bạn dùng keo dán bậy bạ thì nó có thể sẽ làm gây cháy nhựa, nó rất là nguy hiểm, và chưa kể là các bạn có thể dán sai và làm hỏng cả keo. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lại. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có ba mảnh như thế này, chúng ta có màu xanh, màu đỏ và màu trắng. Mình sẽ lấy một vài cái góc bất kỳ có mình lấy ba cái góc cũng có những màu này. Ví dụ như ở đây mình lấy một cái góc này nó có màu đỏ này. Màu đỏ không? Mình lấy tiếp một cái góc khác nó có màu khác. Không, mình lấy góc này đi. Thì nó có này, lấy góc này là màu đỏ này, góc này là lấy màu xanh đi, màu xanh đây, đỏ đây. Các bạn cứ xem rồi các bạn sẽ hiểu mình đang làm cái gì. Và mình có cái góc này màu trắng, mình sẽ lấy cái góc này ra. Đây, ok, có góc này màu trắng, vậy là đã có ba góc tương ứng với ba màu rồi. Bây giờ mình sẽ tách ba cái góc này ra. Rồi, ví dụ ở đây là màu trắng đúng không? Các bạn sẽ tách một cái mảnh màu trắng ra. Đó, như vậy. Rồi, các bạn để đây. Tiếp tục sẽ là đây. À, mình nghĩ chỉ còn hai góc thôi là đủ rồi, không cần cái góc thứ ba đâu, hai góc là đủ rồi. Mà cái này sẽ là mình lấy màu đỏ. Đây. Đó. Rồi. Bây giờ thì câu hỏi là làm như thế nào? Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Ở đây chúng ta thấy ở đây chúng ta bị gãy cái mất cái góc màu trắng nè. Rồi, mình sẽ lấy cái mảnh mà bị gãy này. Chúng ta gắn vào lại. Đây. Ok, đó, ngay đó. Và chúng ta sẽ lấy cái chân bị gãy này. Chúng ta để đây. Rồi chúng ta sẽ dùng keo để chúng ta dán lại. Rồi, mình sẽ lấy keo. Đây là cái tủ, hộp tủ kinh dị của mình. Mình để rất là nhiều đồ nghề, rất nhiều thứ. Và có lẽ mình cần thêm một thứ nữa, đó là một cái miếng giấy nhám hoặc là một cái đồ mài. Đâu rồi nhỉ? Đây rồi.
Đây là cái thanh mài của mình. Ok. Cái đầu tiên là mình sẽ mài cái chỗ này. Cái thanh mài này nó to quá. Là mình lấy cái quay mài. Quay mài mini. Đây. Có một cái quay vỗ bóng tay ở đây. Mình sẽ lấy dùng cái này. Rồi. Bây giờ nha. Ở ngay cái chân góc bị gãy này, mình sẽ mài đi một tí cho nó bằng. Do cái chỗ đó nó bị gãy ra mà có một số bạn, cái này là cái con này có bạn nhờ mình sửa giùm mà bạn đó lỡ chích một tí keo vào cho nên chỗ này nó sẽ bị lồi lên một tí do nó có keo. Cho nên mình phải mài cái phần keo đó đi. Ok. Đến cái phần chân gốc nhỏ xíu này, mình sẽ mài ngay cái đầu chân bị gãy đi. Rồi ok. Thì chúng ta sẽ gắn nó lại. Rồi như thế này thì chúng ta sẽ dùng keo. Ở đây mình dùng cái keo Tamiya, các bạn cũng có thể dùng 5-2 hoặc bất kỳ cái keo nào cũng được. Keo dán, dán lại. Mình châm keo vào sao cho nó vừa đủ. Các bạn chú ý là châm keo làm sao cho đừng có bị tràn ra ngoài. Nếu như các bạn sử dụng keo 502 á thì các bạn dùng cái ống, mà cái ống nhỏ xíu của nó, các bạn nhỏ sao thiệt là nhỏ vậy á, hoặc là các bạn nhỏ keo ra một cái tờ giấy, xong rồi các bạn lấy tăm các bạn chấm vào, xong rồi các bạn di vào cho nó dễ, chứ các bạn mà đổ ào ào vào là nó chảy keo đầy ra rất là nguy hiểm. Ok. Mình sẽ dùng cái phương pháp này gọi là cái phương pháp trợ lực. Mình sẽ dùng lực từ hai cái viên chưa bị gãy để mà nó cứu cái viên mà bị gãy này, rồi nó sẽ trợ lực cho cái viên này. Ok, mình sẽ lắp nó lại. Và đậy lại. Ok. Vậy là chúng ta coi như là viên này xong rồi nè. Tiếp theo mình tới viên này. Viên này là viên màu đỏ. Mình sẽ lấy cái mảnh màu đỏ này lắp vào tay. Đây là tác hại của mấy bạn dùng keo nè. Đó, thấy không? Các bạn chạy keo đầy nè. Mài cái chỗ keo này đi. Đối với cái trên bề mặt này, các bạn nên dùng cái nhám mịn. Nếu như các bạn kỹ, các bạn dùng cái nhám mịn để các bạn chà. Vô cùng độc hại. Ê.
Ok, chúng ta gắn nó vào lại. Rồi, chúng ta nhầm mảnh chân. Nó chưa đều là mình phải mài nó lại cho nó bỏ vô nó đều. Đó, các bạn thấy đó, chỉ vì bị gãy gốc mà bạn này đã hấp tấp dán keo vào, cho nên bây giờ công việc phục hồi của mình đang bị gặp khó khăn do phần keo dán bị dư. Đó. Ok, giờ đợi nó khô mình xử lý cái cuối cùng nữa thôi. Đó là cái gì này.
Ok, bây giờ thì mới thật sự là xong. Thanh niên chơi lầy quá, chơi đổi luôn cả hệ hồn phệ màu của người ta. Ok, vậy là mình đã khắc phục xong cái góc bị gãy rồi. Bây giờ thì chơi vô tư luôn. Tuy nhiên thì các bạn vẫn phải nhẹ tay, bảo quản cẩn thận, chân vào lồng kính, vì vẫn có thể bị gãy lại. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem video clip mình. Chúc các bạn thành công.